Cổ tinh hoa. Thì trong chương sách này mình thấy cái chuyện lấy ví dụ về cái việc việc hai người bạn nói chuyện với nhau về việc khuyên nhau không nên làm việc nghĩa nữa. Một người phản biện lại đã là trong thế sự càng ít người làm việc nghĩa thì càng phải khuyên tôi làm việc nghĩa mới đúng chứ. Thì cái góc nhìn của mình liên tưởng công việc ở khi đang lên cuộc sống, nói chung là việc nghĩa là việc khó, việc vất vả thì ai cũng đùn đẩy cho nhau, ai cũng chỉ nghĩ là bạn quản lý tòa nhà, cái tòa nhà đấy phải có trách nhiệm thì sự việc có đúng không, trong khi nếu mình có thể hỗ trợ mình xử lý được hay không người đấy thì mình nên hỗ trợ không. Đấy là cái mà mình liên tưởng đến kết lại thì ra bạn nghĩa là cái mình nghĩ là nên làm, có nên có hiệu quả hơn mình giúp người ta, sau lại giúp mình có đi thì phải có lại các bạn ạ. Cảm ơn mọi người.